Và mỗi một cái tâm này thì nó lại có những cái trạng thái, những chức năng. Như là cái tâm xúc đấy là nó là một cái trạng thái là nó kết nối, nó kết nối giữa một cái căn với một cái cảnh trần. Bây giờ con mắt mình nó phải kết nối được với cái cảnh sắc, nên nó phải có cái sự tiếp xúc với nhau. Nếu bây giờ một cái cảnh sắc mà nó ở gần mắt mình thì mình nhìn nó dễ dàng đấy, nhưng mà nếu như mà một cái cảnh nó xa quá thì mình phải căng con mắt ra để mình nhìn, mình phải cố gắng, mình phải hướng tâm lâu hơn, mình phải chú ý nhiều hơn, thì cái nhãn thức của mình nó mới tiếp xúc được với cái cảnh sắc đấy. Đấy là nó phải có, khi mà nó tiếp xúc được rồi thì nó mới nhận biết được đây là cái cảnh này, đây là cái cảnh kia. Thì cái khi mà nó có sự tiếp xúc thì nó khởi lên cái cảm thọ. Khi mà nó nhận ra cái cảnh này cảnh kia đấy là có cái tưởng. Khi mà nó có cái tưởng thì nó mới nhận, nó ghi nhớ cái cảnh đấy và nó nhận ra cái cảnh đấy. Đấy cũng là một cái tâm tưởng. Tư là một cái tâm mà nó cố ý nó hướng vào cái đối tượng này. Nhất hành là cái tâm mà nó trú trên cái đối tượng này. Mạng quyền là một cái tâm mà nó duy trì, nó điều khiển các cái tâm khác trên cái đối tượng này. Tác ý là nó nẻo ngái cho cái tâm của mình, nó phải bắt vào cái đối tượng này. Rồi là tầm là nó hướng vào đối tượng, tứ là bám sát cái đối tượng. Thắng giải là nó thấy cái đối tượng đấy một cách rõ ràng, nó quyết đoán trên cái đối tượng này, nó không có hoài nghi, không có do dự trên cái đối tượng này. Đấy, thì mỗi một cái trạng tâm nó khởi lên một cái, nó có nhiều cái phận sự, nhiều cái chức năng, nhiều cái nhiệm vụ như vậy, nhiều cái trạng thái như vậy, nó đồng sinh đồng, nó đồng khởi lên trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, mà bình thường mình không có cảm nhận hết được, mình chỉ cảm nhận được một số cái nào nó nổi trội, cái nào nó nổi bật. Thì mình mới cảm nhận, còn những cái tâm khác thì mình bình thường mình không có thấy. Cái nhãn thức nó khởi lên để nó tiếp nhận đối tượng, nó không có những cái chức năng nhiệm vụ như vậy. Nó có từng cái tâm, mỗi một cái tâm nó có một cái nhiệm vụ khác nhau. Có xúc thọ tư nhân hành mạng quyền ta thì đấy là cái độ tâm của nhãn thức. Nhãn thức này thì nó sinh khởi từ ở cái sắc trái tim, từ cái nhãn tĩnh sắc. Và nó có cái chức năng đó là nó nhận biết cái đối tượng. Còn tất cả những cái tâm này nó sinh khởi từ ở dưới ý môn, từ ở dưới trái tim nó hướng lên. Còn cái nhãn thức này, ở trên cái nội nhãn thức nó chỉ có mỗi cái 8 cái tâm nó nhận biết một cách rất là đơn giản. Nó chỉ có 8 cái trạng thái tâm, thức xúc thọ tưởng tư nhân hay mạng quyền, nó chỉ có cái sự tác ý là nó hết. Rồi sau đó nó có một cái tâm tiếp thâu, nó tiếp nhận lấy cái cảnh này. Nó có người một tâm, rồi đến tâm suy xét cái cảnh đấy, nó xác định. Nó xác định cái cảnh này là cảnh tốt hay cảnh xấu, cảnh đáng yêu hay đáng ghét. Rồi sau cái tâm xác định này là các cái chặt Savanna. Savanna nó khởi lên. Nếu mà mình tác ý đúng thì các cái Savanna thiện nó khởi lên 34 tâm, hoặc 33 hoặc 32 tâm. Các cái tập Chavana thiện thì nó có một cái tâm thức 7 pháp biến hành. Biến hành là thức xúc thọ tưởng thức nhân hành mạng quyền thân ý, 6 cái tâm biệt cảnh, tâm tứ thân giải cần hình dục, 19 cái tâm tịnh hạ, tín niệm tàm quý vô tham vô sân, hành xả tịnh thân, tịnh tâm kinh thân, kinh tâm nhu thân, nhu thân thích tâm, thích tâm tuần thân, thuần tâm chánh thân, chánh tâm tuệ quyền. Tuệ quyền vậy là tất cả nó là cả 34 tâm. Rồi này, sau đó nó khởi lên hai cái tâm đăng ký, một và hai tâm đăng ký. Cả một cái lộ trình tâm nó sẽ khởi lên như vậy, nên một cái lộ nhãn một. Thì cái lộ đấy nó cũng được, nó cũng có một cái pháp ví dụ. Như là cái bình thường ấy, thì tâm mình nó sẽ ăn trú ở trong cái dòng tâm hữu phần. Nếu như mà cái tâm của mình nó không mắc một cái cảnh nào thì nó sẽ chìm ở trong cái trạng thái hữu phần. Nếu như mình không có tác ý thì bây giờ mình chỉ cần ngồi, mình không có thấy thì mình không có nghe thì mình không suy nghĩ gì cả, mình cứ ngồi giống như cái lúc ấy mình đang mệt mỏi, mình cho cái thân tâm nó được ở trong cái trạng thái yên tĩnh, lặng lẽ nghỉ ngơi và không trú vào một cái cảnh gì hết. Thì lúc đấy cái tâm nó sẽ chìm vào trong cái dòng hữu phần. Chìm vào dòng hữu phần đó là một cái tâm hộ kiếp, nó được sinh từ cái lúc mình bắt đầu đi tái sinh
từ cái tâm tái tục, từ bắt đầu một cái nghiệp cận tử ở kiếp trước, nó sẽ bắt lấy một cái cảnh mà mình đang làm một cái thiện nghiệp nào đó, rồi thì từ cái thiện nghiệp đấy mình đi tái tục được tái sinh làm người. À, thì lúc đấy cái tâm nó bắt lấy cái cảnh mà mình đang tạo một cái nghiệp đấy, nó lấy cái đấy làm đối tượng, và cái tâm đấy bắt đầu nó đi tục sinh. Thì cái tâm tục sinh nó chỉ khởi lên một một sát na rồi nó diệt đi luôn. Tục sinh nó khởi, sau đó cái tâm đấy nó chuyển thành cái tâm hộ kiếp, tức là cái tâm hữu phần. Cái dòng tâm đấy nó an trú ở sắc trái tim và nó an trú cho đến hết kiếp sống này. Thì bất cứ trong suốt cái quá trình 9 tháng nào ở trong bụng mẹ này, cái tâm nó an trú ở trong cái dòng hữu phần này. Cho đến khi mà mình sinh ra thì các căn của mình nó mới được mà hoạt động, nó mới tiếp xúc với những cảnh trần ở bên ngoài theo một cái nội tâm thường nhật hàng ngày. Và bất cứ một cái lúc nào mình an nghỉ, như là bất cứ một cái lúc nào mình đi ngủ chẳng hạn, là bắt đầu mình lại chìm vào cái trong cái dòng tâm đấy, tâm ấy nó cứ hoạt động như vậy. Hay là bất cứ một cái trước khi nó một cái nội tâm của mình dừng lại thì, để nó chuyển sang một nội tâm khác, thì cái tâm ấy nó cũng rơi vào dòng hữu phần. Vậy thì trước khi mình nhìn vào một cái cảnh gì đó, một cái tâm hữu phần nó phải rung động, một cái tâm hữu phần đấy nó rứt dòng, một cái dòng tâm hữu phần đấy nó rứt dòng rồi một cái nội tâm ý môn nó khởi lên, rồi sau đó cái nội ý môn đấy nó khởi lên nó diệt đi, bắt đầu đến cái nội tâm nhãn thức, nhãn thức nó khởi lên thì nó diệt đi, rồi bắt đầu nó lên nội đến cái nội tâm tiếp thọ, tâm tiếp thọ nó khởi lên nó diệt đi, về đến cái tâm suy xét thì nó khởi lên nó diệt đi, về đến tâm xác định, rồi bắt đầu cái nó diệt rồi cái chavana một nó khởi lên nó diệt đến chavana hai, cái 3, 4, 5, 6, 7 nó cứ cái trước nó diệt đi là cái sau nó mới sinh lên, nó như cứ tầng tầng lớp lớp như một cái lớp sóng vậy, nó cứ nối nhau liên tục, rồi bắt đầu đến cái tâm đăng ký một nó khởi lên thì nó diệt đi, đến đăng ký hai nó khởi lên nó diệt đi, bắt đầu nó lại chìm vào hữu phần. Đấy, nó cả một cái nội trình tâm như vậy thì nó cũng được ví dụ như là nó giống như là một cái người mà ngủ dưới gốc cây xoài. Cái người này mà đang nằm ngủ thì có một cái quả xoài nó rơi xuống người, thì cái người này giật mình tỉnh dậy, thì lúc đấy mới hướng tâm đi tìm kiếm xem là cái gì nó rơi vào người mình, thì lúc đấy bắt đầu mới nhìn thấy quả xoài, thì lúc đấy bị đó mới suy xét xem là cái quả này nó còn xanh hay nó chín rồi, cái lúc đấy bị đó mới tiếp nhận cái quả xoài đấy, thì bị đó nhặt nó lên, rồi bắt đầu với suy xét nó có nên ăn hay không, thì nó thấy cái quả xoài này ăn được là bị nó bắt đầu ăn với cái quả xoài đấy, thì sau đó bị đó lại ăn xong rồi thì bị nó lại đi ngủ tiếp, thì cái lộ trình tâm nó khởi lên nó tương tự như thế. Ví dụ cái tâm của mình nó đang ở trong dòng hữu phần, thế rồi một cái cảnh nào đó nó tác động vào trong một cái căn của mình, thì mình sẽ cái dòng hữu phần ấy nó sẽ gián đoạn, nó sẽ dừng lại, và sau đó một cái nội tâm như là ý môn ngũ môn ấy, nó hướng đến cái cảnh ở bên ngoài, thì giống như là một cái người mà đang ngủ với thức dậy và hướng tìm xem cái gì nó rơi vào mình, sau đó mình nhìn thấy một cái cảnh trần, giống như là mình nhìn thấy trái xoài, mình tiếp nhận cái cảnh đó, nó giống như cầm trái xoài lên thì suy xét này, xem cái cảnh đấy là cảnh gì, tốt hay xấu, thì nó giống như mình suy xét là cái xoài này nó xanh hay chín. Rồi bắt đầu là lúc đấy mình mới xác định rằng là cái cảnh cái quả xoài này nó đã chín rồi mình ăn, thì lúc đấy giống như là mình xác định cái cảnh này là cảnh tốt đấy, và mình có cái niềm thích thú với nó, hoặc là mình hiểu rõ về nó thì nó có cái hỉ đấy, hoặc là nó có rừng dưng, hoặc là nó có tuệ ở trong đấy. Thế là khi mà mình ăn cái quả xoài này, mình ăn với một cái sự thích thú hay là ăn với một cái tâm thản nhiên, thì khi mà mình hướng mình tiếp nhận một cái cảnh trần với một cái tâm thích thú hay là với một cái tâm thản nhiên, thì đôi khi nó có hỉ nó khởi lên, có khi nó không có cái hoan hỉ khởi lên đối với cái cảnh, đôi khi nó có cái tuệ là mình hiểu rõ được cái cảnh đấy, có khi nó không có tuệ, nó không có bị kèm theo cái tuệ là mình không hiểu rõ cái cảnh đấy. Thì cái nộ tâm nó sinh lên nó cũng tương tự như thế, còn nó có cái sự vận hành, nó có cái quy luật, cái quy luật này rất là cố định, và cái quy luật này nó rất là tự nhiên, và cái quy luật này nó chỉ được khám phá ra bởi cái trí tuệ giác ngộ của một vị Phật chánh đẳng giác.
Khi mà một vị Phật chánh đẳng giác ra đời, chưa ra đời thì trên thế giới này chưa ai phân tích được cái những cái lộ trình tâm như thế này. À, không có một bất cứ một cái chúng sinh nào dù ở cái cõi thiên giới hay là cái cõi nhân gian mà cõi nhân loại và thiên giới trong tam giới, không có một cái chúng sinh nào mà có thể phân tích được cái lộ trình tâm, các cái chức năng thân sự của các cái tâm thức này. Và chỉ khi nào có một vị Phật chánh đẳng giác ra đời với cái trí tuệ toàn giác của cái vị đó, thì đó mới phân tích được cái lộ trình tâm này. Và chỉ có Đức Phật phân tích được, và sau đó Đức Phật truyền dạy cho các đệ tử Phật. Vì vậy cho nên cái pháp mà để phân biệt được tâm, để phân tích được cái trạng thái tâm này, chỉ có ở trong giáo pháp của Đức Phật, chỉ có Đức Phật và đệ tử của Đức Phật mới phân biệt được. Còn tất cả giáo pháp của ngoại đạo hay tất cả những cái giáo pháp của thế gian từ cổ chí kim, từ xưa đến nay và mãi mãi về sau, không ai có thể phân tích được cái tâm một cái cách đúng đắn, một cái cách mà nó chi tiết, một cái cách mà nó toàn triệt được như thế. Cho nên là chỉ có giáo pháp của Đức Phật mới đi được, đạt được cái sự vô ngã, tức là mới có thể phá bỏ được những cái tưởng chi sai lầm về linh hồn, về tâm thức. Còn tất cả những cái pháp ở thế gian, những cái pháp ở ngoại đạo, người ta sẽ diễn tả về tâm này là một cái gì đó huyền bí, về tâm này là một cái gì đó giống như là một cái dòng tâm linh, nó mang cái tính chất rất là mơ hồ, nó mang cái tính chất rất là huyền bí. Còn Đức Phật chia sẻ mổ xẻ và phân tích được cái tâm như thế thì mới có thể thoát ra được cái sự hiểu sai về tâm, tức là mình có cái chi kiến đúng, mình hiểu biết đúng về các cái trạng thái nó sinh khởi ra tâm, và phân tích được nó rất là chi tiết cụ thể như thế thì mới có thể là mà phát triển được cái trí tuệ giác ngộ được, thoát khỏi những cái tham ái và chấp thủ đối với cái về cái tinh thần này, thọ tưởng hành thức này. Thì tâm thiện nó sinh lên như thế, tâm bất thiện nó sinh lên như thế, nó sinh ở các cái căn môn như thế, và nó đi theo những cái tiến trình như vậy. Nó mỗi một tiến trình tâm nó lại có những cái trạng thái khác nhau như vậy. Thì khi mà ngài Anan là mà ngài thực hành cái pháp thiền phân biệt về tâm này, lúc đấy ngài đã tán thán Đức Thế Tôn, mà ngài tán thán là thật là bi diệu thay, Đức Thế Tôn ngài đã làm được một cái việc khó làm, đó là ngài có một cái việc khó làm nhất trong những cái việc khó làm, đó là ngài đã phân tích được một cái nó không có hình dáng, nó không có màu sắc gì cả, đó là cái sự phân tích về tâm. Và ngài nói chỉ trên đời là chỉ có Đức Thế Tôn, chỉ có một vị Phật chánh đẳng giác, chỉ có trí tuệ toàn giác mới có thể phân tích được, còn ở trên đời không ai có thể phân tích được như thế. Thì cái pháp đấy nó chỉ có trong những một cái pháp hành, chỉ có một cái người mà có thể thực hành được, phát triển được một cái tâm đó là có định, và từ cái trạng thái tâm có định đấy mới chuyển sang thực hành về thiền tuệ. Và chỉ có cái pháp thực hành thiền tuệ này mới có thể phân tích mổ xẻ và chia sẻ được từng cái tiến trình tâm, từng cái tâm một, trong mỗi một tiến trình là những cái số lượng tâm khác nhau, cái nguyên nhân nào nó khởi lên những cái tâm này khác nhau. Cái tâm nhân nào nó sinh ra tâm thiện và nhân nào nó sinh ra tâm bất thiện như vậy. Khi mà cái vị thiền sinh đấy thì tiếp tục phải phân biệt tâm ở các cái nội tâm nhãn thức, rồi phải phân biệt tâm ở cái nội nhĩ thức, lấy cái âm thanh làm đối tượng. Khi mà cái vị đó phân tích ra được ở cái nội tâm nhãn thức rồi thì vị đấy mới hiểu được giữa cái tâm mà nó với cái cảnh trần, ví dụ như là cái vị đó sẽ thấy ra được cái sự mà vô ngã ở cái căn môn, cái vị đó phân biệt ở cái nội nhãn thức thì vị đó mà giảm bớt được cái tham ái và chấp thủ đối với cái con mắt, vị đó hiểu ra được cái bản chất của cái cảnh sắc thì vị đó cũng hết được cái tham ái chấp thủ với cái cảnh sắc ở bên ngoài, vị đó thấy được cái tâm thức của mình nó bắt cái cảnh sắc đấy
nó cũng chỉ là những cái dòng tâm nó sinh diệt liên tục, chứ vì đó cũng tuệ chi được cái sự vô thường và khổ vô ngã trên cái tâm thức về nhãn thức ấy. Thì sau đó vì đó lại phải phân biệt đến cái nội tâm thuộc về ý thức để mà thấy ra được cái tính vô ngã, để mà phá vỡ ra được những cái khối tưởng, thì vị đó mới phá vỡ ra được những cái tưởng chi sai lầm đối với tai, đối với cái âm thanh ở bên ngoài và đối với cái tâm mà nó đang nghe, lắng nghe cái âm thanh này. Thì cái bước tiếp theo là vị đó phân tích về cái độ tâm ý thức lấy âm thanh làm đối tượng, và cái khi mà một cái âm thanh nó tác động vào trong cái ý thức của mình thì nó cũng khởi lên một cái lộ trình tâm tương tự như đối với ở trên nhãn thức. Một cái tâm nó hướng đến âm thanh, một cái nhị thức nhận biết âm thanh, rồi nó có cái tiếp thọ, có suy xét, có xác định, có bảy cái chật chamana và có những cái tâm đăng ký. Rồi sau đó nó lại có một cái nội ý môn lấy âm thanh làm đối tượng, bảy chamana và hai cái đăng ký. Tương tự như vậy thì tị thức lấy mùi làm đối tượng, thiệt thức và nó lấy vị làm đối tượng, thì nó cũng tương tự như thế. Còn riêng đối với thân thức lấy 10 cái đặc tính của tứ đại làm đối tượng. Đối với cái nội tâm thân thức nó khởi lên khi mà nó có 10 cái pháp này, 10 cái tính chất của tứ đại này tác động vào thì nó sẽ khởi lên cái nội thân thức. Ví dụ như là bây giờ nó có một cái đặc, những cái đặc tính của đất, dù là nó có tính cứng, tính thô, tính nặng, tính mềm, tính mịn, tính nhẹ, cả 6 cái đặc tính đấy nó tác động vào trong thân thì cái nội thân thức nó đều khởi lên. Hoặc là nó có 2 cái đặc tính của thời tiết, đó là một cái đặc tính nóng và đặc tính nặng. Nhưng mà bây giờ mình có một cái đặc, có một cái nhiệt độ nóng nó tác động vào trên thân mình thì cái nội thân thức nó khởi lên. Một cái tính nặng nó tác động trên thân mình thì cái nội thân thức của mình nó khởi lên. Nó khởi lên nó cũng tương tự như vậy, nó có một cái ngũ môn hướng tâm, một cái thân thức, một cái tâm tiếp thọ, một cái tâm suy xét, cái tâm xác định, nó có 7 chamana và có những cái đăng ký tùy theo cái sự tác ý của mình. Nó có 2 đặc tính của gió đẩy và nâng đỡ. Khi mà gió nó tác động vào những cái thân của mình thì nó cũng khởi lên những cái nội thân thức như thế. Nó chỉ có không có những cái đặc tính của nước thôi, không có những cái đặc tính của nước mà nó tác động vào trên thân mình thôi. Bởi vì trên cái thân của mình nó không có nhạy cảm đối với những cái đặc tính của nước. Đấy, như trên thân mình những cái nước nó rất là vi tế, cho nên là cái nó không có tác động vào, không tác động vào thân thức, mà nó chỉ có tác động vào những đặc tính của đất, của lửa và của gió thì nó mới khởi lên, khởi lên những cái nội tâm. Nên có 10 cái tính chất này của tứ đại mà tác động trên thân thì nó sẽ khởi lên cái nội thân thức. Và khi mà cái cũng từ các cái căn này nó nhận biết đối với cái cảnh trần ở bên ngoài, thì nếu như mình có cái tác ý không đúng, có cái tác ý sai, gọi là phi như đi tác ý hay là tác ý không chân chay, thì lúc đấy cái nội tâm bất thiện thuộc về dục giới nó sẽ sinh khởi. Cái tâm ví dụ như là cái tâm tham giả kiến nó khởi lên, cái nội ý môn mê sắc trở nên nặng. Thì cái trước kia là đấy cái phân biệt thiện, đấy là cái tâm thiện. Tất cả những tâm thiện ở nội ý môn và nội ngũ môn đều là do mình có cái tác ý đúng, cho nên nó khởi lên những tâm thiện. Và bây giờ là khởi lên các cái tâm bất thiện, khởi lên các tâm bất thiện thì là do mình có cái tác ý không đúng. Thì cái tâm nó có thể bắt được những cái pháp chân đế hoặc là cái pháp các cái pháp ở bên ngoài trần cảnh làm đối tượng, nhưng mà nó cứ khởi lên những cái tâm không đúng, khởi lên những cái sai, những cái chi kiến sai thì nó sẽ khởi lên tâm bất thiện. Ví dụ như một cái cảnh sắc và nó tác động vào trong cái ý môn của mình biết sắc là đẹp quá, sắc này là tôi, sắc là của tôi, sắc là tự ngã của tôi,
Thì những cái tâm như vậy là do mình có cái tưởng chi sai, gọi là tưởng chi sai lầm. Những cái gì mà mình hiểu sai, có cái tư tưởng sai, có cái sự nhận định sai, thì lúc đấy sẽ khởi lên cái tâm tà kiến, cái tâm tham tà kiến. Bây giờ bất cứ một cái tâm tham nào nó khởi lên, mình tham ái dính mắc với bất cứ một cái gì đều là do mình đã nhận thức sai cái đối tượng đấy. Bây giờ mỗi người ở trên đời mình có những cái tâm tham ái với những cái cảnh khác khác nhau. Có người thì tham ái đối với cái sắc đẹp, thì do mình nghĩ rằng sắc này đẹp quá cho nên mình mới tham ái với sắc đẹp. Còn nếu như mình mà có cái sự hiểu biết đúng, sắc là bất tịnh, sắc là vô thường, sắc là khổ, thì nó đã khởi lên những cái tâm thiện. Nhưng mình lại có cái sự hiểu, có những cái tưởng chi sai lầm, có cái tác ý sai lầm, đó là mình nghĩ rằng sắc này đẹp, mà trong khi đó sắc nó không đẹp. Nếu như mình mà dùng cái trí tuệ của mình nhìn thật sâu vào cái sắc đấy, mình nhìn thật kỹ vào cái sắc đấy, mình nhìn thật rõ ràng, tuệ chi rõ ràng cái sắc đấy, thì mình sẽ thấy được cái tính chất bất tịnh, xấu xí, cái tính chất ô uế của cái sắc đấy. Thì mình sẽ thấy sắc nó không phải là đẹp, nhưng mình đã cho là nó đẹp. Cái sự cho là đẹp đấy là một cái sự sai trái, cho nên có khởi lên tâm tà kiến. Sắc này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, thì những cái hiểu biết đấy cũng là sai. Không có cái tôi ở trong sắc, không có cái sắc ở trong tôi, nhưng mà mình lại nghĩ là có cái tôi ở trong cái sắc này. Sắc này không là tôi, là mình chấp thường, cái mình chấp là cái tân sắc này nó mình sẽ làm chủ được nó, mình sẽ làm cho nó tồn tại mãi. Sắc là của tôi, mình cứ nghĩ là của mình, là nó có cái sự hạnh phúc an lạc ở trong đấy. Sắc là tự ngã của tôi, mình nghĩ là nó có cái ngã tướng ở trong cái sắc đấy, thì đấy là những cái tưởng chi sai lầm. Tham ái với cái sự tịnh tướng, tham ái với cái sự thường còn của sắc, tham ái đối với những cái dục lạc của sắc, tham ái với cái tự ngã của sắc, đấy là những cái tâm mà nó khởi lên tâm tham. Do mình tác ý sai mà nó khởi lên tâm tham này. Thì lộ trình tâm tham tà kiến nó sẽ khởi lên bằng những cái trọng tâm, như là một cái ý môn hướng tâm, thì nó có 12 tâm, nó hướng đến cái cảnh này, bảy cái chan văn a, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7 cái chặt chặt ra, nó khởi lên cái chặt 2, chặt 3, chặt 4, chặt 5, chặt 6, chặt 7 chặt. Hết 7 cái chặt chặt ra đấy mà nó có thêm hai cái tâm đăng ký được. Rồi sau đó nó biết chìm vào trong hữu phần. Thì cái tâm tham tà kiến này nó có 22 tập. Nếu như nó có hỷ, nó có hung trầm thì miệt. Nó thì trong cái tâm tham thì nó có 8 loại tâm tham. Một là tâm tham có hỷ và có cái sự nhắc bản. Hai là cái tâm tham đó đi với cái tâm sản, cái tâm thản nhiên có cái sự nhắc bản. Ba là cái tâm tham tà kiến này nó không có hỷ, không cần nhắc bản, hoặc là cái tâm tham tà kiến này nó đi với sản mà nó không cần nhắc bản. Thì cái tâm tham tà kiến nó có 4 loại tham tà kiến như vậy, và nó có 4 loại tham ngã mạn, cho nên là nó cộng lại cái tâm tham tà kiến với tham ngã mạn bằng 8 cái tâm tham, 8 cái loại tâm tham. Và khi mà ở mỗi một cái chặt chavana của cái tâm tham, tức là cái tốc hành của cái tâm tham nó khởi lên và nó diệt đi liên tục, thì là mỗi một cái tốc hành tâm ấy nó có 22 tâm, hoặc là 20 tâm, hoặc là 21 tâm, hoặc 19 tâm. Nếu như mà nó có hỷ có hôn trầm thì biết là 22 tâm. Nếu có hỷ mà không hôn trầm thì miệt, nếu mà không hỷ không hôn trầm thì miệt, nếu mà không có hỷ có hôn trầm thì miệt 19 tâm, nếu không có hỷ không hôn trầm thì miệt. Nên thì nó tùy theo cái số lượng tâm khác nhau, nó khởi lên khác nhau, thì nó được bao gồm là một cái tâm thức, thức là cái tâm của cái tâm tham mà. Bảy cái pháp biến hành là xúc thọ tưởng tư nhân hành và quyền tham thị. Sáu cái tâm nghiệp cảnh là tầm tư thắng giả cần hỷ dục. Và sau đó là nó có bốn cái tâm biến hành bất thiện. Cái tâm biến hành bất thiện nó có bốn tâm,
đó là si vô tham vô quỷ và phóng dật. Biến hành bất thiện này là bốn cái tâm này nó đi với tất cả những tâm bất thiện khác. Tâm bất thiện nào nó cũng sẽ có bốn cái tâm này. Si không thấy hoặc là thấy biết sai đối với sự thật. Đấy, thì bất cứ một cái sự thấy biết nào mà sai với sự thật thì nó đi khởi lên tâm bất thiện. Và cái sự thấy biết nào đúng với sự thật thì nó mới khởi lên cái tâm thiện. Vậy cho nên là cái người nào mà được học những cái pháp chân thật hay là Phật học giáo pháp ấy, thì cái người đấy sẽ khởi lên được cái tâm thiện rất là nhiều. Bởi vì cái người đấy luôn luôn có cái sự hiểu đúng, hiểu biết đúng. Còn những người nào mà không được nghe giáo pháp thì đấy là một cái sự bất hạnh đối với cái kiếp sống của cái người đấy. Bởi vì cái người đấy sẽ tiếp thu nhiều cái tà kiến và vì đó sẽ khởi lên những cái hiểu biết sai lầm đối với các cái cảnh trần. Cho nên là cái tâm si vô tàm vô quý phóng dật này nó sẽ khởi lên rất là nhiều. Không thấy và không biết các sự thật, vô tàm là không biết hổ thẹn, vô quý là không biết ghê sợ tội lỗi, và phóng dật là cái trạng thái bất an, những cái tâm suy nghĩ nan man. Thì bao giờ vậy cái người mà có những cái tâm bất thiện thì vị đó sẽ có cái sự hiểu sai là cái đầu tiên. Và những cái người có cái tâm bất thiện ấy, thì người ta sẽ làm những cái việc bất thiện mà người ta không thấy hổ thẹn, không thấy ghê sợ gì hết. Và cái khi mà đã làm những cái việc bất thiện đấy rồi thì cái người đấy sẽ ở trong một cái trạng thái, đó là cái tinh thần nó mệt mỏi, tâm thức nó mệt mỏi. Ví dụ cái người mà có cái tâm tham nhiều, tham thì cái vị đó sẽ chạy theo với cái cám mà vị đó tham đấy. Vị đó tham cái gì thì vị đó chạy theo, vị đó chinh phục, vị đó tìm kiếm cái cảnh đấy. Và giống như là cái nửa ngọn lửa tham này nó thiêu đốt ở trong lòng. Khi mà vị đó chạy theo với để thỏa mãn cái lòng tham vọng của mình ấy, thì vị đó không biết hổ thẹn, không biết xấu hổ về cái việc mình, những cái hành động của mình, không biết xấu hổ về những cái lời nói hay là những cái suy nghĩ đầy những cái tham vọng của mình. Vô quý nó không biết ghê sợ, không biết đây là tội lỗi, bởi vì cái tâm ngu si nó che án hết, nó che mờ nữa, cho nên vì nó không biết hổ thẹn những cái điều tội lỗi và không biết ghê sợ những cái điều tội lỗi đấy. Vì nó nghĩ rằng tham đấy là một cái sự hưởng thụ đấy, là và vì nó một cái nó không chính đáng, nhưng những cái người ta có cái tâm tham, người ta lại nghĩ đây là chính đáng, bởi vì cái tâm si kia nó che nấp mất. Cho nên là những cái người mà đang hưởng thụ những cái cảnh dục trần thì người ta lại thấy những cái người mà không hưởng thụ, người ta lại cảm thấy là thương. Người ta bảo là sống để phải hưởng thụ với những cái cảnh trần này, cảnh sắc thanh hương vị xúc này. Còn những cái người không hưởng thụ này, những cái người đang sống lãng phí, đang sống khổ hạnh, đang sống hành hạ ép sát. Và người ta đấy là một cái sự vô tàn vô quý. Chính bản thân cái người đang sống ở trong cái tâm tham đấy, đang chạy theo cái lòng tham đấy, là một cái sự tội lỗi, là một cái pháp bất hạnh, là một cái ác nghiệp và sẽ phải chịu cái quả báo khổ đau ở sau. Nhưng họ lại bị cái tâm si nó che lấp, họ không biết. Và khi mà cái người mà có cái tâm tham như vậy, họ luôn có cái trạng thái đó là bất an, đó là cái sự phóng dật, là cái tâm đấy nó không được định tĩnh, giống như là cái tâm tham nó dính mắc, giống như một cái người khát mà uống nước mặn thì càng uống nó càng khát, hay là như con chó mà nó gặm cái khúc xương, nó gặm đến đau răng nhưng nó không được thỏa mãn cái lòng, nó vẫn cứ đói. Thì cái người có tâm tham nó thế, nó luyến ái với cái cảnh trần nhưng nó không bao giờ thỏa mãn được, cho nên tâm nó luôn luôn bất an, tâm nó luôn luôn khao khát, nó giống như cái ngọn lửa nó thiêu đốt. Thì bởi vì cái pháp bất thiện nó như thế, cái pháp bất thiện nó không có cái trạng thái an tịnh, tịnh thân tịnh tâm khinh nhu, nó không có những cái trạng thái đấy, nhu nhuyễn thuần thục chân chánh trực đấy. Mà cái tâm tham này càng nhiều thì cái người đấy càng trở nên phóng dật, càng trở nên năng chăng, thiếu cái sự định tĩnh, thiếu cái chân chánh, thiếu cái chánh trực, thiếu cái khinh an nhẹ nhàng. Người đấy thân tâm lúc nào cũng trở nên nặng nề, lúc nào cũng dao động, lúc nào cũng sầu bi ưu não.
Cái người nào sống với pháp bất thiện nhiều thì cái sầu bi ưu não nó sẽ nhiều. Người nào mà khởi lên cái tâm thiện nhiều thì cái sự thảnh thơi an lạc thì nó sẽ nhiều, bởi vì cái nội tâm nó khởi lên như vậy và nó đưa đến những cái trạng thái tinh thần như vậy. Tâm thiện khởi lên thì nó đưa đến cái trạng thái khinh an thơi thơi nhẹ nhàng tỉ nạn. Cái tâm bất thiện nó khởi lên thì nó đưa đến những cái trạng thái phóng túng, phóng dật, tâm trạng năng chăng, rồi là rất nhiều những cái sầu bi khổ lụy nó đi kèm theo. Thì tham tà kiến ưa thích và duyên ái cái đối tượng đấy, cái tâm tà kiến nó tưởng chi sai lầm với cái đối tượng đấy. Còn nếu như cái tâm tham tà kiến này nó khởi lên một cách rất là nhạy bén thì nó không có hôn trầm thụy miên. Còn tâm tham tà kiến này nó khởi lên bằng cái sự cố ý, bằng cái sự thúc giục của chính mình hoặc của người khác, thì là nó sẽ khởi lên cái tâm tham, nó khởi lên cái trạng thái đờ đờ, hôn trầm đờ đờ, và cái thụy miên là cái trạng thái giãn rượi, gật cù, buồn ngủ. Cho nên là cũng cái tâm vào nó mà rất là nhạy bén, nó không cần cái sự hỗ trợ này thì cái tâm tham đấy, cái nghiệp tham nó cũng rất là mạnh. Còn cái tâm mà nó đờ đờ này thì cái nghiệp nó sẽ trở nên nó yếu đi. Cũng như cái tâm thiện vậy, nếu mà nó khởi lên một cách rất là nhạy bén thì cái nghiệp thiện nó mạnh, mà nó khởi lên một cách yếu ớt thì cái nghiệp thiện thì nó cũng yếu. Cái nghiệp về tâm tham nó cũng vậy. Sau đó nếu cái tâm đấy nó bắt cái cảnh chấp đến là đối tượng thì nó có tâm đăng ký nó khởi lên tiếp theo nữa. Thì khi mà vị đó phân biệt được cái tâm tham tà kiến rồi thì vị đó mới hiểu ra là đây thế nào là tà kiến, là một cái người. Vậy thì khi mà một người mà hành được cái pháp thiền tuệ, phân biệt được cái tâm tà kiến rồi thì bất cứ khi nào vị đó muốn kiểm tra xem rằng là mình có cái sự hiểu biết đúng hay hiểu biết sai, thì vị đó chỉ cần mình nhìn vào một cái cảnh đó mình tác ý là mình biết, và cái vị đó cũng sẽ biết được là những cái người ở xung quanh mình, người nào người có chánh kiến, người nào là người có tà kiến. Khi mình tiếp xúc với cái người nào, mình sẽ biết được cái quan điểm của cái người đấy, cái sự nhận thức của cái người đấy đối với lại các cái pháp, đối với các cái trần cảnh ở bên ngoài, thì mình sẽ biết là cái người này là người có tà kiến, cái người này là người có chánh kiến. Cứ cái người nào có cái sự nhận định sai đối với cái sự thật, thường có cái nhận định không chân chánh đối với lại những cái trần cảnh, những cái pháp ở bên ngoài, thì cái người đấy là người có tà kiến. Vậy thì chỉ có người nào phân biệt được đến cái tâm thiện rồi thì cái người nào có cái sự nhận biết đúng, hiểu biết đúng thì cái người đó sẽ là luôn luôn là người có cái tâm thiện mạnh. Người nào có cái sự nhận biết sai, hiểu biết sai thì cái tâm bất thiện nó sẽ mạnh. Đấy là cái phân biệt được cái tâm tham tà kiến, mình sẽ biết được chánh và tà, mình phân biệt được đây là chánh, đây là tà. Hay là một cái người nào mà thực hành một cái phương pháp nào, một cái pháp môn nào đấy mà mình muốn biết được cái pháp môn đấy nó chánh hay nó tà, thì lúc đấy một cái người phân biệt được cái tâm này rồi thì mình mới 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 nhận định được à, cái pháp môn này là đúng, cái pháp môn này là sai, pháp môn này là chánh, pháp môn này là tà. Có những cái pháp môn mình càng thực hành thì cái tâm tham nó càng khởi lên, cái tâm tham ái nó càng khởi lên. Đó là do cái sự hiểu biết sai, cái sự tác ý sai, cái không chân chánh mà không đúng với sự thật thì là nó sẽ khởi lên cái tâm tham, tham tà kiến. Khi nào mình khởi lên cái tâm tham ngã mạn, ngã mạn tức là một cái sự tác ý, khi mà một cái đối tượng mà xuất hiện ở trong tâm mình và mình có cái tác ý so sánh vị đó, ví dụ như vị đó nhìn vào một cái sắc và vị đó khởi lên một cái tác ý, chỉ ta mới phân biệt được cái sắc này. Ví dụ vị đó có cái tâm so sánh giữa mình với người khác, bây giờ đây mình cứ có bất cứ một cái tác ý gì mình nghĩ là chỉ có mình mới làm được cái việc này, chỉ mình mới có cái này, chỉ mình mới mới có, mình có cái gì đó hơn, mình nghĩ là mình có cái gì đó hơn người, thì nó là cái tâm ngã mạn. Đôi khi có những cái trạng thái mà
mình bằng người khác nhưng mình cũng nghĩ là mình hơn người, hoặc có khi mình thấp hơn người khác nhưng mình vẫn cứ cố nghĩ là ta phải hơn người. Hoặc là đôi khi mình bằng nhau nhưng mình vẫn có cái so sánh ta với người kia bằng nhau, thì nó vẫn khởi lên cái ngã mạn, nó có cái ta ở trong đấy. Hoặc là bây giờ có những cái trạng thái mình nghĩ là mình không bằng người kia, thì nó có ngã mạn nó khởi lên không? Mình nghĩ là ta không bằng người kia, ta kém hơn người kia, thì cái lúc ấy tâm ngã mạn nó khởi không? Mình mà nghĩ là ta kém hơn người kia, với cái tác ý như vậy nó vẫn khởi lên ngã mạn. Ngã mạn ở đây nó khởi lên là nó có cái chấp ngã, nó có cái nhân và cái ngã, có cái ta và có cái người. Thì lúc đấy là cái tâm mà mình bị dính mắc với cái ta, mình coi là năm uẩn này là ta, là nó có ngã mạn nó khởi lên. Thân này nó là năm uẩn mà làm gì nó có cái ta ở đây. Thân người khác nó cũng là năm uẩn, nó là danh và sắc thôi, nó không làm gì nó có cái ta. Mà bây giờ mình để đi nhận cái năm uẩn rỗng không này, giả tạm này, khổ đau này, bất tịnh này là ta, thì cái sự nhận định sai, cái sự hiểu biết sai đấy nó khởi lên cái tâm ngã mạn. Ngã mạn là như thế, mình đi nhận cái năm uẩn này là ta mà, thì lúc đấy cái tâm năm uẩn này nó khởi lên cái trạng thái ngã mạn, kiêu mạn, nghĩ mình hơn người. Nên tâm ngã mạn này khởi lên theo một cái lộ trình, đó là một ý một hướng tâm, có 12 tâm Chavana, nó có 7 cái trạng Chavana, 4 loại Chavana của tâm tham ngã mạn. Nó cũng tương tự như tham tà kiến, nó chỉ thay mỗi cái tà kiến bằng cái ngã mạn thôi. 22 tâm, 20 tâm, hay mỗi tâm là 19 tâm, nó tùy theo cái trạng thái này. Có hỷ, vi hôn trầm tuyệt miên, nếu như cái sự ngã mạn nó khởi lên một cách dễ dàng và nhẹ nhàng thì nó không có hôn trầm tuyệt miên. Mà nếu như ngã mạn ấy nó phải khởi lên một cách khó khăn do cái sự thúc giục và nhắc nhở, thì nó sẽ khởi lên cái trạng thái giãn nhượng, trạng thái hôn trầm, trạng thái đờ đờ. Thì lộ trình tâm của nó có một cái tâm thức bảy biến hành trong biệt cảnh, và nó cái tâm Chavana biến hành bất thiện, nó có si vô tàm vô quý phóng dật tham ngã mạn hôn trầm thụy miên, tương tự như vậy. Nhưng mà đấy là cái tâm tham ngã mạn này với cái tham tà kiến ấy, thì cái tâm tham nào nó khởi lên nhiều hơn? Thường thường mình hay khởi lên ngã mạn nhiều hay khởi lên tà kiến nhiều? Hàng ngày mình có hay suy nghĩ so sánh mình với người khác không? Thì nó cũng có nhưng mà chắc là nó sẽ ít khởi lên hơn. Nhưng mà cái tham tà kiến là mình hiểu biết sai nó sẽ khởi lên nhiều hơn, phải không? Hàng ngày mình sẽ bây giờ mình nhìn thấy cái cảnh gì mình cũng thường có cái trạng thái tâm lý, đó là yêu và ghét, ưa và thích, đẹp hay xấu, mình hay có cái trạng thái phân biệt như thế. Và mình có cái sự tưởng chi sai, cho nên là cái tâm tham ái nó sẽ khởi lên rất là nhiều. Nhưng bây giờ cái tâm tham tà kiến với cái tâm tham ngã mạn này, thì cái nào là cái mà nó khó khó đối trị nhất? Bây giờ cho mình trị cái hai cái tâm này, trị cái tâm tà kiến với trị cái tâm ngã mạn, thì mình thấy cái nào nó dễ dễ trị hơn, cái nào mà dễ chữa hơn? Hai cái bệnh này, bệnh tà kiến với bệnh ngã mạn, thì bệnh nào dễ chữa hơn, bệnh nào khó hơn? Thực ra thì cái tà kiến ấy nó sẽ chữa hơn. Ví dụ như là bây giờ mình chưa chưa được cái người mà chưa được chưa hiểu về Phật pháp ấy, chưa được nghe giáo pháp, thì người đấy mình có những cái hiểu biết sai lầm, thì cái tâm tham tà kiến nó sẽ rất là nhiều và nó sẽ khởi lên mạnh. Nhưng khi mà mình được hiểu biết, mình được nghe giáo pháp rồi, thì tâm tham tà kiến đấy nó sẽ bớt đi, nó giảm dần đi, và nó sẽ từ cái tâm tham ở cái mức thô nó sẽ trở nên vi tế hơn. Thì có mình tham ái với năm uẩn thì nó mới khó chữa trị, còn mình tham ái với cảnh trần ở bên ngoài thì nó dễ trị hơn. Mình có thể hiểu biết đúng với sự thật, được nghe pháp là mình đã có thể đối trị được tham tà kiến rất là nhiều rồi. Nhưng bây giờ mình được nghe pháp nhiều rồi, mình có nghĩ là mình nghe pháp người kia không được nghe pháp, nó có khởi lên cái đấy không? Khi mà mình được mình có cái sự hiểu biết đúng rồi, mình sẽ biết là ở mình là người có chánh kiến, người kia tà kiến,
À, thế thì lúc đấy nó có tâm tham ngã mạn khởi lên không? Đây, nó lại khởi đến tâm tham ngã mạn này. Rồi, cho nên là cái tâm tham ngã mạn này nó rất là vi tế, nó rất là tinh vi và mình rất là dễ bị vướng vào và rất khó điều trị nó, rất khó chữa trị nó. À, mình có thể chữa trị cái tham tà kiến rất là dễ dễ nhất trong những cái tâm bất thiện, nhưng mà cái tham tham ngã mạn, cái ngã mạn này là cái tâm khó chữa nhất, cái tâm khó đối trị nhất. Và đến cái bậc dự niu là đoạn trừ được hết tham tà kiến. À, nhưng mà chưa có đoạn được một tí nào về ngã mạn nhé. Đến một vị nhất lai thì tham tà kiến cũng hết, nhưng mà ngã mạn cũng chưa hết. Đến một vị bất lai, một vị mà chứng được đến cái quả vị bất lai a la hán rồi thì đoạn trừ hết sạch tà kiến, hết cả cái tâm sân, hết tức giận, hết tật đố, hết ganh tị, hết bỏ sẻ, hết hối hận, nhưng mà vẫn không trị được ngã mạn. Đến ngay cả những bậc thánh hữu học vẫn vẫn không 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 thoát khỏi cái tâm ngã mạn, và phải đến tận bậc a la hán mới hết được tâm ngã mạn. Chỉ khi nào mà chứng lên kết quả vị a la hán mới 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 dứt trừ được hết cái tâm ngã mạn. Đấy, cái tâm ngã mạn nó khó đối trị như vậy, nó khó diệt trừ như vậy, nó cứng đầu cứng cổ như vậy. Cho nên là con người ta cái ngã mạn nó rất là lớn. Cái ngã mạn tức là cái mà tham ái đối với cái bản ngã nó mạnh vậy. Khi nào mà hết ngã mạn là hết tham ái đối với năm uẩn. Còn còn tham ái còn dính mắc đối với năm uẩn này thì là nó sẽ còn cái ngã mạn nó khởi lên. Cho nên là cái người mà thực hành thiền tuệ thì cái tham ái này nó sẽ yếu đi, cái ngã mạn này nó cứ yếu đi dần dần. Phân biệt được sắc thì nó sẽ bớt đi cái tham ái và chấp thủ đối với sắc, phân biệt được tâm thì nó bớt đi tham ái và chấp thủ đối với tâm. Rồi là khi nào mình cái trí tuệ của mình nó cứ mạnh đến đâu, nó hiểu biết đến đâu, thì cái giác ngộ nó lớn lên đến đâu thì cái vô minh nó yếu đi đến đấy, cái tâm si cái nó yếu đi. Thì cái tham ái nó yếu đi thì chấp thủ nó yếu đi, thì những cái đấy mà nó yếu đi thì nó sẽ những cái hành động tạo nghiệp của mình nó mới không để lại cái nghiệp hữu nữa. Nó thủ nó sẽ ái duyên thủ mà thủ nó duyên hữu, mà ngày nào mình còn chấp thủ thì ngày đấy nó còn nghiệp hữu, ngày nào hết chấp thủ thì mới hết nghiệp hữu, mà ngày nào mình còn tham ái thì còn chấp thủ. Mình hết tham ái thì mình hết được cái chấp thủ. Thì tương tự như vậy, thì để mà phân biệt mà hiểu ra được những cái tâm tham tà kiến, tham ngã mạn thì mình phải khởi lên những cái tâm như thế, những cái tâm mà mình khởi mình những cái tác ý như thế. Rồi khi mà phân biệt được ra rồi, phân biệt được các cái tâm đấy rồi thì mình mới biết được à, thì ra từ trước đến giờ bình thường khởi lên cái ngã mạn là do cái sự tác ý sai lầm như thế này. Vậy thì một cái người mà đã hiểu biết được như vậy thì họ sẽ tránh được những cái tác ý này. À, mình sẽ tránh được à, mình mà cứ so sánh mình cái sự hơn thua giữa mình với người khác thì ngã mạn nó sẽ khởi lên rất là nhiều. Bớt so sánh đi, đừng có thấy ai hơn, đừng có thấy ai kém. Thì nó sẽ bớt cái ngã mạn đi, bớt ngã mạn đi thì nó sẽ bớt cái tham ái đối với cái tự ngã này đi, thì nó bớt cái dòng sinh tử đi. Mình mà còn cứ so sánh, vậy thì cái người nào mà cứ hay soi mói người khác, thấy người kia tốt, thấy người kia là xấu, thì mình phải phải có cái sự so sánh, có cái sự so sánh giữa có người tốt thì có người xấu, cái người này có cái thế này người kia thế kia, thì cái lúc đấy mình có cái sự so sánh giữa ta với người này với người kia thì nó đều khởi lên cái tâm ngã mạn, mình không còn cái sự so sánh nữa. Thì dù mình không bao giờ nghĩ là mình giỏi, cũng không bao giờ nghĩ là mình dốt, không bao giờ nghĩ là mình hơn, không bao giờ nghĩ là mình kém, mình chỉ cần biết năm uẩn này của mỗi người mỗi khác, năm nó của cái nghiệp của mỗi người mỗi khác, mỗi người tạo những cái nghiệp khác nhau, cho nên là nó có những cái tâm thức khác nhau ở cái đời này, nó khởi lên những cái trạng thái tâm thức khác nhau. Vậy thì cái người mà hiểu ra được thì cái tâm vô ngã, cái tâm ngã mạn rồi thì
thì đó tránh được những cái tác ý mà khởi lên cái ngã mạn, thì nó cũng sẽ bớt cái tâm bất thiện đi. Đấy, sau khi mà phân biệt được cái độ tâm tham này, tám tâm tham, bốn cái thuộc về ngã mạn, bốn cái thuộc về tà kiến rồi, thì phân biệt tiếp đến những cái tâm là thuộc về tâm sân, nên trạng thái tâm mình lúc thì nó tham, lúc thì sân, lúc thì si, để nó gọi là những cái tâm bất thiện. Thì tâm sân ấy thì nó có hai loại tâm sân, một là tâm sân có một cái sự thúc giục nhắc nhở, hôn trầm thủy biên nó sẽ khởi lên bằng 20 tâm. Tâm sân mà không có sự thúc giục nhắc nhở thì hôn trầm thủy biên nó không khởi lên, thì nó có 18 tâm. Và phân biệt một cái tâm, một cái sắc, sau đó mình có những cái tác ý trên cái sắc đây, mình tác ý không chân tránh, sắc này nó xấu quá, thì do cái sự tác ý chán ghét đối với cái đối tượng nên tâm sân nó sẽ khởi lên. Thì bây giờ nó cái tâm sân này thì nó sẽ đối lập với cái tâm tham. Tham là mình ưa thích đối tượng, sân là chán ghét đối tượng. Vậy thì bây giờ bất cứ một cái đối tượng gì nó tác động vào trong tâm mình, thì thường thường mình sẽ khởi lên hai cái trạng thái này, một là ưa thích, hai là chán ghét. Vậy thì mình có cái, mình nhìn vào cái khía cạnh gì mình ưa thích, mình nhìn vào khía cạnh gì mà mình chán ghét. Mình nhìn vào cái khía cạnh đó là hấp dẫn, khả ái, thì mình sẽ khởi lên cái trạng thái ưa thích. Mình nhìn vào một cái trạng thái lỗi lầm, một cái trạng thái nguy hiểm, một cái trạng thái xấu xa của cái đối tượng đấy, thì mình sẽ khởi lên cái tâm chán ghét. Thế thôi cho nên nó chỉ có hai cái trạng thái tâm nó khởi lên. Thì khi mà mình khởi lên cái chán ghét với bất cứ một cái đối tượng nào rồi, thì nó sẽ khởi lên như vậy: ý môn hướng tâm, bảy trạng văn đa và cái tâm, bảy biến hành, năm biến cảnh, tầm tứ thắng giải cần. Khi cái tâm chán ghét nó khởi lên thì không bao giờ nó khởi, nó đi với cái tâm hỉ, cái cảm thọ của nó lúc nào nó chỉ có cái thọ im, chứ không bao giờ nó khởi lên được cái thọ hỉ nữa. Bốn biến hành bất thiện là si vô tàn, vô quý, phóng dật. Cái trạng thái của bốn nó cũng có tâm si. Si ở đây có nghĩa là mình cũng có một cái sự hiểu sai đối tượng. Cái đối tượng đấy nó không có cái đối tượng nào nó xấu xa như thế, mà do mình không hiểu biết đúng nó mà thôi. Chứ đối tượng gì nó cũng chỉ là danh và sắc. Cho nên là mình khởi lên cái tâm đáng yêu hay đáng ghét, đấy là do cái tâm si của mình, không biết đối tượng hoặc hiểu sai sự thật về đối tượng. Vô tàm là không biết hổ thẹn tội lỗi, vô quý không biết ghê sợ tội lỗi. Phóng dật là một cái trạng thái bất an và một cái sự suy nghĩ lan man. Và tiếp theo đó là tâm sân nó khởi lên, tức giận về đối tượng, có khi có hôn trầm thủy miên, có khi không có hôn trầm thủy miên. Thì khi khởi lên như vậy thì mình biết được cái tâm sân nó khởi lên do mình cứ hay nhìn vào những cái khía cạnh đáng ghét. Nhưng bây giờ cũng là một cái người mà người ta cùng là một cái người này, nhưng mà cũng có người thì yêu, có người thì ghét. Tại sao như thế? Có người này thì lúc nào cũng đi nói tốt về cái người cùng một người này, mà được người kia khen ngợi, mà được người lại bị người khác chê bai, là tại sao? Đấy, cái người mà chê bai đấy là đúng hay cái người khen ngợi đúng? Thì cái người chê bai cũng trai mà người khen ngợi cũng trai, người này và cái người khác mà yêu cũng trai mà cái người khác ghét cũng trai, cả người yêu và người ghét đều trai. Vậy cái người nào vậy thì đối, vậy thì cái người đấy làm sao mới là đúng? Hay là không yêu không ghét thì mới là đúng? Còn người yêu cũng là si, nó bị dẫn dắt bởi cái tâm si hiểu sai, mà cái người kia ghét cũng là bị dẫn dắt bởi tâm si, bởi cái sự hiểu sai, cái sự tác ý sai. Mà bất cứ cái đối tượng gì nó cũng thế, nó cứ có si nó khởi lên thì đi vô tàng vô quý phóng dật. Nếu như nó ưa thích thì nó tham, nó không ưa thích, nó chán ghét thì nó sân. Tâm sân tức giận nó có thể, và cái tâm sân khi mà tận đố hay là ghen tị với đối tượng, khi mình nhìn vào một cái đối tượng đấy mà mình khởi lên một cái tác ý không chân tránh, mong rằng người khác không phân biệt được cái sắc này, tức là khi nào mình khởi lên một cái đối tượng đó là một
cái tâm mà mình khó chịu với lại cái thành tựu của người khác, ghen tị với cái thành tựu của người khác, cái thành công của người khác, mình không muốn cho người khác được thành công, ghen tị mà muốn làm cho cái người khác không đạt được cái điều mà người đó mong muốn, thì lúc đấy có cái tâm ghen tị nó khởi lên, hay là cái tâm sân tập nó khởi lên. À, do tự đố kỵ ấy tốc hành tâm tật khởi lên, có một thức bảy biến hành năm biến cảnh, có sân và có cái tâm tật, tật là cái tâm ghen tị và 19 tâm hoặc là 21 tâm. Để khi nào mình cứ nhìn vào cái sự thành công của người khác với một cái tâm khó chịu, không muốn cho người khác thành công, thì lúc đấy nó có cái tâm ghen tị này nó khởi lên. À, cứ lúc nào mình mong cho cái người này không được thành công, mong cho người này không được thành tựu, mong cho cái người đó không đạt được những cái điều mà người đó đang mong muốn, thì đó là cái tâm ganh tị này nó khởi lên. Nếu bây giờ có những cái người bạn mà người ta có cái tâm tật này nhiều thì làm sao? Thì bắt đầu sẽ tìm cách chống phá nhau, phá hoại nhau, không cho nhau ngóc đầu lên, dìm nhau xuống do cái tâm tật này nó dẫn đầu này. Và một cái tâm lận, lận là cái tâm bỏ sẻ. Khi mà một cái đối tượng nào nó ở trong tâm mình có cái tác ý mong rằng mình không phải chia sẻ với người khác, tức là khi mà mình có cái sự thành công nhưng mình chỉ muốn giữ cái thành công đấy cho riêng mình thôi, mình bỏ sẻ, mình bỏ sẻ, mình chỉ muốn giữ cái người đấy cho chính mình không muốn chia sẻ cái người, không muốn chia sẻ những cái gì của mình cho ai, thì lúc đấy mới gọi là cái tâm bỏ sẻ nó khởi lên, mong rằng người khác không chia sẻ được cái sắc này của ta, dù mình có sắc đẹp nhưng mà mình mong rằng chỉ mình ta mới đẹp chứ đừng có ai đẹp như ta. Đấy, thì cái tên người đấy là bỏ sẻ. Đấy, bỏ sẻ không muốn chia sẻ. À, mong rằng chỉ để ta mới làm được cái việc này, mong rằng những người khác không làm được những cái việc này như ta. À, những cái người nào mà có tài hay là có cái của cải, người ta ích kỷ, người ta không chia sẻ cho ai, ai đến xin người ta không cho. À, đấy là người ta bỏ sẻ, bỏ sẻ cái mà mình có mình không muốn chia sẻ với ai hết. À, có tài sản mà mình không chịu chia sẻ cái tài sản đấy cho ai hết. Mình có kiến thức mà mình không chia sẻ kiến thức để cho ai hết, mình chỉ giấu cho riêng mình. Rồi mình có bất cứ cái bí quyết để thành công gì mình cũng chỉ giữ cho mình không có chia sẻ với ai hết, thì cái đấy là tâm bỏ sẻ nó nên là mình không muốn chia sẻ cái sự thành công của mình với người khác. Thì cái tâm mà bỏ sẻ đấy cũng là tâm sân, sân tâm, tâm bỏ sẻ có 19 tâm. Thì bây giờ mình không muốn chia sẻ mà bây giờ có người đến xin, thì lúc đấy mình rất là tức giận, chỉ sợ có người đến xin. Vì vậy cho nên rằng là người ta có cái gì người ta hay giấu đi này. Có cái gì mà quý là người ta phải giấu đi. Cái nhà mà càng có nhiều của thì người ta lại càng phải làm cổng cao tường kín. À, rồi là phải đủ các cái loại khóa mà thật là cao cấp. Thậm chí người ta có những của quý người ta phải chôn ở dưới đất, người ta phải đào những cái hầm người ta giấu đi như vậy. Thì cái tâm mà nó chỉ muốn giấu giếm những cái của quý đấy chính là cái tâm bỏ sẻ. Bỏ sẻ lúc nào cũng sợ hãi có cái người nào đến chiếm đoạt mất, có cái người nào đến xin mất, có người nào đến cướp mất, đấy gọi là sân hận. Và cái sân nữa đó là sân hối hay được gọi là sân hối hận. Khi mình nhìn vào một cái đối tượng, một cái cảnh sắc, mình khởi lên một cái tác ý, tại sao đến bây giờ ta mới thấy được cái sắc này, mình hối hận quá, mình hối hận. Tại sao bây giờ mình mới làm được những cái việc này? Sao mình không làm được sớm hơn? Thì mình hối hận về một cái gì đó mà mình đã không làm được. Ví dụ mình không làm được một cái việc gì đó mình cũng hối
hận, hoặc là mình chưa làm được mình cũng hối hận, hoặc là mình đã không làm một cái việc gì đó, mình đã không làm một cái việc gì đó đáng làm. Giá như thường thường là cái người nào mà già rồi bắt đầu hay hối hận, mà giá như cái lúc còn trẻ đấy mình không làm những cái việc này việc kia, hay là mình đã làm cái việc này việc khác, thì bây giờ có phải là mình tốt hơn không? Lúc đấy hối hận, nhiều người như có gia đình thì hối hận, mà giá như cái lúc còn trẻ đi tu có phải không, bây giờ đỡ khổ không? Thì nó hay hối hận như vậy. Cái người còn trẻ thì lại có cái tâm lý khác, cái tâm nó mỗi người nó có những cái tâm lý hối hận mà không biết đến bao giờ ta mới làm được những cái việc như những cái người này người kia. Thì nó có rất là nhiều những cái trạng thái tâm hối hận nó khởi lên như thế. Có cái câu chuyện kể là có một cái hai cái ông bà này được khi mà còn sống làm nhiều việc thiện, cho nên là khi mà được sinh về cái cõi trời, khi mà sinh về cõi trời thì tất cả mọi thứ nó đầy đủ, nó đầy đủ hết mọi thứ. Hay lúc đấy ông này ông mới trách cái bà vợ là tất cả là tại bà, tại bà cho tôi ăn ngon quá, cho nên là bà, bây giờ tôi mới được sinh về cái cõi này, được hưởng cái phước này. Nếu mà lúc đấy cho tôi ăn vừa vừa lên đỡ sướng thì có vẻ bị chết sớm, được về đây lâu rồi không, hối hận này, sinh về đây. Còn bây giờ mà còn sống thì làm sao? Sống thì mình chỉ muốn sống cho nó thật lâu hả? Mà khi mà mình chết rồi gặp cái cảnh rồi mới biết. Thì cái tâm hối hận nó khởi lên thì nó cũng là một cái loại tâm sân. Mình bất cứ một cái điều gì mình hối hận, hoặc là mình đã làm một cái việc xấu, để bây giờ mình khởi lên cái tâm hối hận, hối hận và mình cứ trách mình, rồi là mình cứ than phiền, thì nó sẽ khởi lên cái tâm hối hận. Nhưng mà cái trạng thái tâm tàn và quý, hổ thẹn và ghê sợ thì nó không phải là hối hận. Ví dụ như là một cái người mà bây giờ người ta làm một cái việc bất thiện, xong rồi người ta khởi lên cái tâm tàn, hổ thẹn và xấu hổ, và cái tâm quý là ghê sợ với những cái điều lỗi lầm này. Thì những cái tâm đấy là tâm thiện, biết hổ thẹn tội lỗi và biết ghê sợ tội lỗi, cho nên cái người đấy không dám làm những tội lỗi. Còn có những cái tâm hối hận này thì nó lại đi với vô tàm và vô quý, chứ nó không đi với hổ thẹn và ghê sợ. Vậy thì cái tâm này nó phải đi kèm với cái tâm si, nó là mình hiểu sai đối tượng, thì nó mới khởi lên cái tâm hối hận, nó vô tàm vô quý phóng dật, rồi nó mới đến tâm sân, và nó mới đến cái tâm hối. Thì bất cứ lúc nào mình có cái trạng thái gọi là hối hận thì nó sẽ khởi lên tâm hối hận. Và cái tâm si khởi lên ở nội ý môn, thì nó có hai loại tâm si, đó là một là si phóng dật và hai là si hoài nghi. Khi mà một cái thiện giả phân biệt sắc và mình có một cái tác ý không chân chánh, khi phân biệt sắc mà tâm vẫn đi lang thang, khi mà mình đang làm một cái việc gì nhưng mình không toàn tâm toàn ý, mình cứ để cho cái tâm đó nó đi lang thang, thì cái tâm lang thang đấy nó là cái tâm phóng dật. Cái tâm cứ đi lang thang là tâm phóng dật. Bây giờ mình đang làm một cái việc gì nhưng mình không để tâm vào cái việc đấy, tâm mình cứ nơ mơ, nó nghĩ chuyện khác, nó suy nghĩ mông lung mà nó không có cố định, nó cứ nghĩ năng xăng, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, thì cái tâm năng xăng đấy là tâm phóng dật, tâm đi lang thang. Thì trong những cái tâm thì cái tâm phóng dật này là cái tâm nó yếu nhất, cái tâm nó yếu ớt nhất. Tức là bây giờ mình có một cái chánh niệm của mình yếu thì cái tâm nó hay đi phóng dật, hay đi lang thang. Những người nào ngồi thiền, cái chánh niệm của người nào mạnh, ghi nhớ đối tượng được liên tục, thì cái phóng dật này nó ít khởi lên, cái người đấy sẽ nhanh đắc thiền. Nhưng mà nếu như cái người nào mà ngồi mà cái chánh niệm nó yếu, cho nên cái tâm này nó cứ đi lang thang, nghĩ chuyện này, nó nghĩ chuyện kia, thì cái phóng dật này nó sẽ khởi lên, và cái phóng dật này nó sẽ làm cho cái tâm của cái người đấy bị dao động và không có đắc thiền. Thì cái người nào mà có cái tâm phóng dật này mạnh ý, thì cái người đấy sẽ có cái tính năng sẵn,
cái tính năng sang đó là cái người đấy cứ cứ muốn hướng đi chỗ này, muốn đi chỗ kia, và đi đến đâu vì đó có cái tâm nó không được an. Đi đến chỗ này ở được 7 hôm thì xong là lại cảm thấy khó chịu, lại muốn đi chỗ khác, nó cứ bồn chồn, nó cứ thích xong rồi nó lại chán, nó lại thích xong rồi nó lại chán. Thì cái người đấy là cái người mà có cái tâm phóng dật nó mạnh, rất là chóng thích mà cũng chóng chán. Cho nên là cái vị đấy làm việc gì cũng thích làm, nhưng mà không có làm việc gì nó xong được. Cứ làm đang làm dở dang lại chán lại bỏ đấy. Cái gì cũng thích học nhưng mà học một tí là chán là lại bỏ. Việc gì cũng thích làm xong rồi lại bỏ. Chỗ nào cũng muốn đến được vài hôm chán lại đi. Thì cái người có cái tính phóng dật là nó năng chăng, thì cái tâm cũng vậy, nó cứ các chuyện gì nó cũng muốn hướng đến, nó muốn suy nghĩ, nó muốn tìm hiểu đấy, nhưng mà nó không tìm hiểu đến nơi đến chỗ được một tí nó chán, nó lại muốn đi tìm hiểu cái khác. Thì cái trạng thái cái tâm năng chăng là thế, cái tâm năng chăng là tâm phóng dật, tâm đi năng thang. Thì mình để ý vào cái tính năng thang của cái tâm đấy thì mình biết đó là tâm phóng dật. Còn nếu mà cái tâm nó khởi lên một cái sự hoài nghi, một cái sự do dự, ta không biết đây có phải là sát không, hay là bây giờ mình bất cứ một cái đối tượng gì nó xuất hiện ở trong tâm mình mà mình đang do dự, đang lưỡng lự, đang phân vân, đang cân nhắc không biết nó là cái gì đây, thì cái lúc mà mình đang hoài nghi đấy thì nó sẽ khởi lên tâm hoài nghi. Thế mình không biết là cái này là tốt hay là xấu, cái này là có lợi hay có hại, thì cái lúc đấy nó là cái tâm hoài nghi. Thì cái tâm phóng dật nó khởi lên, nó đi cũng có một cái lộ trình, nó là nó có một tâm thức, 7 biến hành, 4 cái tâm biệt cảnh, tâm tư thắng giả cần. Ở cái tâm phóng dật này nó không có hỷ, nó không có dục, cho nên là cả hai cái tâm si này là nó chỉ đi về thọ sản. Ở cái trạng thái của cái tâm si là nó không có hỷ, mà nó cũng không có cái sự ước muốn gì hết, nó không có dục, nó không có hoan hỷ, mà nó chỉ có đi với cái tâm tâm sàng thôi, tâm nó rất là thản nhiên, đờ đờ. Mà bốn cái biến hành bất thiện, si vô tàm vô quý phóng dật, đó nó chỉ có đến 16 tâm. Thì cái tâm này là cái tâm yếu nhất, cho nên là cái tâm này nó không thể nào tạo thành một cái nghiệp dẫn đi đầu thai. Trong tất cả 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, thì chỉ có 11 cái tâm nó có thể tạo thành nghiệp hữu, tức là nó có thể để lại nghiệp, và cái nghiệp đấy nó trở thành một cái nghiệp đi tái tục. Còn chỉ có duy nhất một cái tâm mà nó không để lại cái nghiệp đi tái tục, đó chính là cái tâm phóng dật, bởi vì nó quá yếu ớt, nó quá lăng xăng, và nó không có tạo cái nghiệp của nó rất là yếu, nó không mạnh. Còn nếu như nó có một cái tâm mà nó đủ mạnh thì nó sẽ tạo thành một cái nghiệp mạnh và nó có thể dẫn đi đầu thai. Cho nên là không có ai đi đầu thai với cái tâm si phóng dật, nhưng người ta có thể đi đầu thai với cái tâm si hoài nghi, thì có với một cái tâm một cái chúng sinh mà đi đầu thai với tâm si, như là cái chúng sinh đấy mà hay nghi ngờ năm trăm, thì có thể đi tái sinh làm súc sinh với cái tâm si hoài nghi thì có, nhưng mà không có ai đi tái sinh với cái tâm si phóng dật. Thì cái tâm si phóng dật nó năng chăng, nó không có an trú trên một cái đối tượng nào liên tục được, cho nên nó không tạo thành một cái nghiệp hữu nào, nó chỉ tạo thành những cái nghiệp mà nó có thể là cái nghiệp hỗ trợ mà thôi, sau khi đã đi tái sinh, đến khi mà khởi lên si phóng dật. Còn cái si hoài nghi thì nó có cái lộ trình tâm, một cái thức, 7 biến hành, 3 cái biệt cảnh, tâm tư cần, nó không có thắng giải, tức là không có cái quyết đoán, nó còn do dự phân vân, không có hỉ mà cũng không có dục, và nó có 4 cái biến hành bất thiện là si vô tàm vô quý phóng dật, và nó cộng với một cái tâm đó là hoài nghi. Thế mà người cháu tâm, ví dụ như bây giờ mình nghi là không biết là mọi người nói Đức Phật là bậc giác ngộ, một bậc giải thoát, một bậc không có tham sân si, cái liệu có thật là như vậy không nhỉ? Cái mình khởi lên cái tâm như thế là bắt đầu có cái tâm hoài nghi đấy, nghi Phật. Không biết là Đức Phật có thật hay không, hay là cho người ta viết ra cái truyền thuyết, người ta dựa vào truyền thuyết người ta nói ra như thế.
nghi đấy là nghi không biết có Phật hay không. Giáo pháp dạy là có thể đi đến cái sự giải thoát, đi đến niết bàn giải thoát ấy, thì một cái người khởi lên mà không biết có đúng hay không, không biết là giáo pháp có đi đến niết bàn thật hay không, không biết có cõi thiên giới không, không biết có cõi địa ngục không, không biết có kiếp sau không, không biết những cái việc thiện có được cái quả báo an vui không, không biết những cái nghiệp ác nó có để lại cái quả báo bất hạnh không. Và vô vàn những cái để cho một cái người khởi lên cái tâm hoài nghi. Thì cái tâm hoài nghi này nó khởi lên rất là nhiều do một cái người mà thiếu trí tuệ. Một cái người thiếu trí tuệ thì càng có hoài nghi nhiều. Cho nên tâm hoài nghi này là được xếp vào tâm si. Si là vậy. Chứ còn nếu mà một cái người có trí tuệ thì người đó phải biết. Cái người đó phải nghiên cứu đến nơi đến chốn thì mà biết là có Phật hay không, Phật có giác ngộ hay không, Phật có giải thoát hay không, pháp có thiết thực không, pháp có thể hướng dẫn cho một người thực hành đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ không, đi đến đoạn tận khổ đau không, kiếp sau là có hay không có. Thì cái người mà có trí tuệ thì sẽ thoát khỏi cái trạng thái hoài nghi đấy. Biết nhận định đúng sai phản trái tránh tà thì cái hoài nghi này nó sẽ ít khởi lên. Còn về cái người mà không có trí tuệ, cái người ngu si thì sẽ có hoài nghi khởi lên. Thì cái người ngu si không biết phân biệt đúng sai phản trái tránh tà, cho nên nghe người này nói rằng là có Đức Phật thì vị đó cũng gật đầu được có Phật. Đến khi mà có gặp một người khác thì nó bảo không có Phật thì vị đó cũng chắc cũng không có Phật. Hoặc là người đó bảo có kiếp trước, chắc có kiếp trước. Bảo có cõi thiên giới, có cõi địa ngục, người mà có hoài nghi chắc cũng có thể có. Thì cái người nghĩ là cũng có thể có là bắt đầu có hoài nghi rồi. Thì cái tâm hoài nghi đấy là bắt đầu nó trở thành cái tâm si hoài nghi. Vậy cái người nào mà ở trong cái trạng thái hoài nghi này nó cũng sẽ để lại cái nghiệp về cái tâm si này nặng. Người nào mà cứ nghi những cái điều đúng mà mình cứ nghi là không biết có hay không, những cái điều thật, những cái sự thật mà mình cứ nghi ngờ, tức là nó là sự thật mà mình không tin lắm, mình còn nghi ngờ, thì nó rơi vào cái trạng thái tâm si. Cái tâm si này nó vẫn đủ tạo thành cái an nghiệp để đưa mình đi tái sinh về một cái cõi ngu si. Như những cái loài súc sinh ấy, nó ngu si. Nhiều những cái con súc sinh ấy là nó hay nghi vậy, nghi nói cái điều, tất cả những cái sự thật ấy. Nghe nói đến sự thật nhưng mà chưa có cái trí tuệ để nhận định đúng hay có hay không, cho nên là thường khởi lên cái hoài nghi. Nghi thì tâm si nó sẽ càng mạnh, càng nghi nhiều thì cái tâm si nó càng mạnh. Tâm si này nó càng mạnh thì cái trí tuệ nó càng yếu đi, thì nó để lại cái quả báo sau này rất là ngu si. Nguyên lực điện tốc này của tâm si thì phân biệt được như vậy rồi, thì khi mà mình phân biệt được những cái tâm thiện như thế thì mình biết cách làm thế nào để khởi lên tâm thiện. Khi nào mình phân biệt được các cái tâm bất thiện về tâm tham này, mình sẽ biết cách thì là như thế nó khởi lên tâm tham. Mình tác ý như thế, mình nhận biết như thế, nó khởi lên tâm tham. Mình tâm ngã mạn mình phân biệt được ra rồi, mình biết được thì là có cái sự tác ý như thế, có cái sự nhận định như thế, nó khởi lên tâm ngã mạn. Có cái tâm sân nó như thế, mình tác ý đến những cái chướng ngại, những cái sự chán ghét thì nó sẽ khởi lên tâm sân. Tâm si nó như thế, nếu như cái tâm của mình nó thiếu định tĩnh, nó lăng xăng thì là nó là tâm si phóng dật. Nếu như mình còn có những cái nghi ngờ về những cái sự thật thì là nó sẽ khởi lên cái tâm hoài nghi. Vậy thì đó là tham sân si, là những tâm bất thiện. Vô tham vô sân vô si là những tâm thiện. Phân biệt như thế là đã hiểu được những cái tâm, hiểu được về tâm thì là tâm nó khởi lên là như vậy. Nó khởi lên được các căn lộ ý môn là nó khởi lên từ sắc trái tim, nó đưa vào sắc trái tim nó khởi lên, và lộ ngũ môn thì nó khởi lên từ những cảnh trần, nó có thể khởi lên từ trong ý môn của mình, hay nó có thể khởi lên từ trong lộ ngũ môn của mình. Ngũ môn đến cảnh trần là đối tượng.
Khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với cảnh trần, sắc thanh hương vị xúc, mắt thân tiếp xúc với cái năm cảnh năm căn, mắt tai mũi lưỡi thân tiếp xúc với năm cảnh sắc thanh hương vị xúc, khởi lên những tác ý sai trái như là thường lạc ngã tịnh, thì cái tốc hành âm tham cả kiến độ ngũ môn nó khởi lên, thì cái sự tác ý ở độ ngũ môn và độ ý môn là như nhau. Thì cái những cái độ ngũ môn của tâm thiện với tâm bất thiện thì những cái chặp đầu là nó giống hệt như nhau. Ví dụ như là một cái độ ngũ môn tác ý nó khởi lên, một cái tác ý không chân chánh, nhưng cảnh sắc thanh hương vị xúc này của ta tốt hơn người khác, thì tốc hành tâm tham ngã mạn nó khởi lên. Tác ý không chân chánh như cảnh sắc thanh hương vị xúc này là xấu đáng ghét, thì tốc hành tâm sân độ ngũ môn khởi lên. Nếu tâm phóng dật thì tâm si phóng dật khởi lên, nếu tâm nghi ngờ thì tốc hành tâm hoài nghi khởi lên. Thì tất cả những cái nộ tâm này nó giống nhau, nộ trình của tâm ngũ môn thiện bên niệm bất thiện ở cái khúc đầu nó giống nhau, một cái ngũ môn hữu tâm khởi lên, rồi đến nhãn thức tiếp thọ suy xem xác định, thì đến cái nộ tâm này là xác định, là mình mới xác định là nó tốt hay nó xấu, mình mới xác định là nó mình sẽ giải quyết nó như thế nào, là yêu hay là ghét, thì là cái tâm xác định này nó mới làm, nó làm cái việc là yêu thì nó gọi đến tâm tham, ghét nó gọi đến tâm sân. Còn nếu mà xác định đúng với sự thật của nó thì nó gọi đến vô tham vô sân. Còn nếu mình có trí tuệ hiểu rõ về nó, hiểu đúng về nó thì nó vô tham vô sân vô si. Thì ở cái phần đó có Chamana, bốn loại tham tâm cả kiến 22 tâm, thì cái tốc hành tâm ở cái độ ngũ môn đến độ ý môn nó giống như nhau, và cái sự tác ý nó giống như nhau, thì nó chỉ khác nhau là ở cái độ ngũ môn này, khi mà căn của mình tiếp xúc với các cảnh trần, còn độ ý môn là do cái ý của mình nó tư duy suy nghĩ đến những cái cảnh những cái cảnh quá khứ, những cảnh vị lai, có thể suy xét nhiều cảnh. Bên hành tâm bất thiện chỉ vô đường hướng được tham tà kiến độ ý môn lấy màu làm đối tượng, cũng như thế tham ngã mạn độ ngũ môn nó cũng thế, ngũ môn nhận thức tiếp tục suy xét xác định tương tự như vậy. Có biến hành bất thiện này, có tham ngã mạn như thế, độ tâm sân nó cũng như vậy. Cái nội ngũ môn và cái nội ý môn này nó cũng tương tự như nhau về các cái tốc hành tâm. Tâm si nội ngũ môn nó cũng y như thế. Nội ngũ môn thì nó chỉ khác là sinh lên ở các cái căn. Thì tóm lại là khi một cái cảnh sắc tác động vào con mắt ở nội ngũ môn thì thuộc về thì tâm về nhãn thức nó sinh khởi. Khi mà một cái âm thanh mà nó tác động vào tai thì cái tâm ngũ môn thuộc nhị thức nó sinh khởi. Một cái cảnh mùi mà nó tác động vào mũi thì cái độ tâm ngũ môn thuộc tị thức nó sinh khởi. Cái cảnh vị tác động vào lưỡi thì độ ngũ môn thuộc thiệt thức nó sinh khởi. Tác động một cái xúc nó tác động vào trong thân thì có độ ngũ môn thuộc thân thức sinh khởi. Khi nào mình tác động mắt tai mũi lưỡi thì nó cũng đồng thời nó tác động vào cái ý của mình. Tác động vào các căn đấy, nếu có tác ý chân chánh thì nó khởi lên tâm thiện, mà mình có tác ý không chân chánh thì nó khởi lên tâm bất thiện, chỉ có cái sự tác ý khác nhau mà thôi. Còn nếu mà mình nhìn các cảnh trần như thế này nhưng mình không có tác ý gì cả, mình không có tác ý thì nó sẽ không khởi lên những cái lộ trình tâm, những cái tốc hành Chavana không khởi lên. Còn nếu mình có tác ý thì nó sẽ khởi lên các tốc hành Chavana. Thì về giờ tâm mình nhìn nước qua, mình có nhìn sơ qua nhưng mình không có để ý, mình không có chú tâm, mình không có tác ý thì những cái tốc hành tâm nó không khởi lên. Mà mình có tác ý thế thì nó chỉ có ba, chỉ có một là tác ý thiện, hai là tác ý bất thiện thôi. Và trong đấy cho nên khi đã có cái tác ý thì nó sẽ để lại cái nghiệp thiện hoặc bất thiện. Khi các cái tốc hành tâm cha con nó khởi lên thì nó sẽ để lại thiện, để lại nghiệp thiện và bất thiện. Còn nếu mình không có cái sự tác ý thì những cái tâm đấy nó trở thành tâm duy tác, nó chỉ có cái hướng tâm đến đối tượng, nhận biết cái đối tượng, tiếp nhận đối tượng, suy xét đối tượng, thì những cái tâm đấy thì
Đó chỉ là tâm duy tác, tâm vô ký, tâm nó không để lại cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện gì hết. Nhưng mình đã có cái sự tác ý và mình khởi lên cái đáng yêu, đáng ghét hoặc là nhận định nó đúng sai rồi cả, thì lúc đấy nó sẽ để lại nghiệp à, hoặc là thiện hoặc là bất thiện. Vậy thì cho nên là lúc đấy mình phân biệt được tâm rồi thì mình mới biết được là ok, tâm nào là tâm thiện, tâm nào là tâm bất thiện, cái mức độ nào thì mình sẽ dẫn đến cái sự tạo cái nghiệp thiện, cái mức ở cái mức độ nào mình tạo đến cái nghiệp bất thiện do cái sự tác ý đối với cái cảnh trần. Thì nó phân biệt được danh ở sóng hàm thiền sinh đấy, cái tính chất hướng về đối tượng của danh và nhìn chung nó lại thành một nhóm đấy, danh ở các hàm cảnh và quán, đây là danh pháp. Khi mình hiểu được rồi thì mình mới phân biệt đây là tâm, đây là tâm, đây là danh, mình hiểu chung chung được như thế thì mình mới biết được rằng là tất cả các cái tâm ấy, nó chỉ là danh mà thôi. Thì mình nhìn thấy bất cứ một cái chúng sinh nào mình biết đây chỉ là danh sắc, đây chỉ là danh sắc, mình không có phân biệt là đây là tôi, đây là người, đây là người nam, đây là người nữ, đây là người già, đây là người trẻ, đây là người tốt, đây là người xấu. Mà lúc đấy mình chỉ thấy đây là danh sắc, đây là danh sắc, nhìn vào người nào cũng chỉ là danh sắc. Người nào tốt thì là danh sắc thiện nó sinh lên nhiều thì đấy là người tốt, danh sắc bất thiện nó sinh lên nhiều thì đấy là cái người người bất thiện, người nào danh sắc thiện nó sinh lên nhiều thì đấy là người thiện. Đấy không? Còn nó không, mình không có nghĩ là nó có cái người thiện người bất thiện mà nó chỉ tùy theo cái danh sắc nó sinh lên và diệt đi vậy thôi. Đấy, đây chỉ là danh sắc, hay mình nhìn đến một cái chúng sinh, một cái hữu tình nào mình chỉ tại đây là danh sắc, đây là danh sắc, đấy là tác ý về. Thì nó sẽ khi mà phân biệt được danh như thế thì mình mới phá vỡ ra được các khối tưởng. Thứ nhất là phá vỡ ra được cái khối tưởng về cái tính tương tục. Ở tâm nó có những cái độ mình mà không phân tích được tâm như thế mình sẽ không biết được tâm nó có một cái dòng tương tục như thế, nó có cái tiến trình này, cái tâm này nó sinh lên nó diệt đi, rồi mới đến cái tâm thứ hai nó sinh lên nó diệt đi, rồi đến cái tâm kia nó cứ sinh lên nó diệt đi theo một cái hàng hàng lớp lớp như vậy. Nên nó có một cái trình tự như vậy, có một cái quy luật như vậy, nó có cái tính chất tự nhiên như vậy. Thì mình mới có cái thiền tuệ thì mình mới ngộ ra được cái sự vận hành của tâm như vậy, cái quy luật, cái sự diễn biến của tâm nó có những cái trạng thái như vậy, có một cảnh tác động vào tâm, nó có cả một cái tiến trình tâm nó khởi lên. Ví dụ như ngộ nhãn thức, ngũ vô lưu tâm, nhãn thức tiếp thọ suy xét chắc định cha vận an và đăng ký. Một người mà không có thực hành thiền tuệ thì không nhận ra được những cái quy luật này, không nhận ra được cái tính tương tục này, một cái tính tự nhiên và cố định này của tâm. Và nhờ có cái pháp thực hành thiền tuệ mình mới biết được thì ra tâm nó có cái sự vận hành, bất cứ một cái cảnh gì nó tác động vào con mắt nó khởi lên nhiều cái trọng tâm như thế, nhiều cái dòng tâm như thế, sinh diệt như thế, và mỗi một cái tâm nó khởi lên nó lại có những cái số lượng tâm như vậy, cố định như vậy, những cái trạng thái tâm khác nhau như vậy. Đấy là một cái đầu tiên mà cái sự mà thực hành thiền tuệ mình phá vỡ ra được, mình giác ngộ ra được, mình hiểu ra được cái tâm thức của mình nó vận hành theo một cái quy luật như thế. Và cái quy luật này cần phải được phá vỡ, cần phải được phá vỡ rồi thì dần dần nó mới đi đến cái sự vô ngã được. Nếu mà cái quy luật này nó không được phá vỡ thì mình vẫn có cái sự mơ hồ và ảo tưởng về về cái lĩnh vực tâm linh, về lĩnh vực tâm thức, về lĩnh vực tinh thần, nên mình sẽ có nhiều cái sự mơ hồ ảo tưởng và nó sinh lên cái tà kiến, nó sinh lên những cái tưởng chi sai lầm, và cái tham ái và chấp ngã đối với các cái uẩn về tinh thần thì nó không thể nào mà diệt trừ được. Thì đấy là cái mục đích đầu tiên của cái sự phân biệt về tâm để phá vỡ cái tính tương tục, tức là mình hiểu ra là tâm nó có một cái dòng tương tục như thế chứ không phải là nó là một cái khối cố định. Nếu không thì mình sẽ chấp trước là tâm nó có một cái khối cố định, mình không có biết rằng nó mình mổ xẻ chia sẻ nó ra. Và cái khối tưởng thứ hai là khối tưởng về tính tập hợp của tâm. Danh pháp là một một lần nó khởi lên
nhiều cái tiến trình nối tiếp nhau, mỗi một tiến trình lại có nhiều cái tâm nó tập hợp và nó sinh khởi với nhau, mà thì gọi là cái tính tập hợp của tâm. Ví dụ như là một cái ngũ vô hướng tâm, nó có tất cả 11 tâm, nó có thức xúc thọ tưởng tư như này mà quyền đã ghi tầm tư thắng giải. Đấy, cả một cái nhóm tâm, tức là tâm và tâm sở, nó đi với nhau thành một nhóm tâm như vậy. Tức là một cái nhóm nó có nhiều trạng thái tâm nó khởi lên trong cùng một lúc. Và chỉ có khi nào phát triển cái thiền tuệ mình mới tuệ chi ra được cái tính tập hợp đấy. À, thì ra là nó có nhiều cái trạng thái. Như bình thường thì mình không có thấy được những cái trạng thái đấy, nhưng mà phải có cái sự thiền tuệ để phân tích, để mổ xẻ, chia sẻ nó ra mới thấy được những trạng thái đấy. Nhãn thức nó có 8 cái tâm như vậy, 8 trạng thái khác nhau như vậy. Tiếp theo nó có 11 cái tâm, cái nhóm tâm như vậy, chuỗi nó khởi lên như thế. Suy xét nó có 12 tâm, trạng thái tâm xác định 12 tâm. Chavana thiện thì nó 34 tâm, và bất thiện thì nó có thể 20 tâm, hoặc 18, 16 tâm. Còn cả tâm đăng ký nó cũng khởi lên theo một cái nhóm tâm như thế, một cái tổng hợp. À, rất là nhiều cái loại tâm khác nhau, nhiều trạng thái tâm khác nhau nó cùng sinh lên trong một cái sát na như vậy. À, thì có cái sự phân tích như vậy mình mới nhận ra được. Mình mà không nhận ra được những cái loại tâm trong mỗi tiến trình tâm thì khối tưởng về sự tập hợp này không được phá vỡ. Không biết được là thì tâm nó có những cái nhóm như vậy, nó đi theo một đoàn thể như vậy. Cho nên là mới gọi là tâm vương tâm sở, giống như là một ông vua đi với một đoàn quân như vậy. Thì cái tâm thức, một cái thức nó khởi lên thì nó phải có một đoàn quân, các cái sở hữu của cái tâm thức thì nó đi theo một cái loạt các trạng thái khác nó sinh lên theo. Đấy được gọi là một tập hợp tâm, hay là một nhóm tâm, một đoàn tâm, hay là một đội tâm cùng đi với nhau. Mình phá vỡ ra được cái khối tưởng về cái tính tập hợp của tâm. Cái mục đích là hành thiền minh sát, có cái mục đích thứ hai là vậy, để mình tuệ chi, để mình hiểu ra được cái tâm nó có một cái, nó có cái tính tập hợp. Nó có cái tính tập hợp là nó có rất nhiều cái trạng thái khác nhau và nó sinh khởi trong một cái sát na tâm. Và khối tưởng nữa là khối tưởng về cái phận sự của tâm. Phận sự của danh hay là phận sự của tâm, mỗi một danh pháp sinh lên trong một sát na lại có một cái nhiệm vụ riêng biệt. Cái tâm nó có cái nhiệm vụ riêng biệt. Ví dụ như là thức nó có cái nhiệm vụ là nhận biết đối tượng, xúc nó có cái nhiệm vụ là kết nối tâm với cảm, thọ nó có cái nhiệm vụ là tăng cường cái cảm thọ mình, nó sẽ tăng cường các cái tâm thức này. Tưởng nó có cái nhiệm vụ là nhớ lại và hồi tưởng. Tư nó có cái nhiệm vụ là cố ý làm, là quyết tâm làm. Nhất hành nó có một cái nhiệm vụ là gom tâm vào đối tượng, định chú trên đối tượng. Mạng quyền nó có nhiệm vụ duy trì thọ mạng của các cái tâm khác. Tác ý nó có một cái nhiệm vụ là ràng buộc các danh pháp và đối tượng. Tầm nó có cái nhiệm vụ là hướng tâm vào đối tượng. Tứ nó có cái nhiệm vụ là duy trì giữ chặt tâm trên đối tượng. Thì mỗi một cái tâm nó có một cái nhiệm vụ như thế, nó có cái phận sự như thế, nó có cái chức năng như vậy. Nó có cái sự khác biệt. Và cái tuệ, cái thiền tuệ là nó phải mổ xẻ đến một cái mức tinh tế như vậy. Nó phải tuệ chi ra được tất cả các cái tiến trình tâm, rồi lại số lượng, cái tập hợp của các tâm và cái chức năng phận sự và nhiệm vụ của các tâm như thế, để nó phá vỡ cái khối tưởng về cái phận sự của tâm. Tâm nó có nhiều trạng thái, mỗi trạng thái tâm nó có cái phận sự riêng biệt, có cái phận sự khác nhau. Cho nên là cái con người ta nó có rất là nhiều những cái tâm tính của con người, nó đa dạng, nó phong phú như vậy, bởi vì nó có nhiều trạng thái này như vậy. Thế mà bây giờ một cái người nào mình mà chú tâm phát triển cái trạng thái nào liên tục thì nó sẽ mạnh, cái trạng thái nó sẽ mạnh lên. Những cái tâm nào mà mình ít để mình ít hướng tâm đến nó, mình ít phát triển nó thì nó yếu đi, mà mình mà phát triển nó thì nó sẽ mạnh lên. Cho nên là mỗi người có những cái tính cách khác nhau, có những cái hành động khác nhau, có những cư xử khác nhau, có những cái suy nghĩ khác nhau, có vì nó có những cái trạng thái tâm khác nhau. Cái trạng thái tâm nó phong phú, nó vô biên như vậy, cho nên là mỗi người phát triển về một cái lĩnh vực khác nhau thuộc về tinh thần. Nhưng người ta bảo cha mẹ sinh con trời sinh tính, nó bảo tính cách không có nó giống nhau được.
cái tâm nó nhiều loại tâm như thế. Khi mà một cái người phân biệt tâm mới nhận ra được là các cái phận sự khác nhau của thánh pháp. Người mà không nhận ra thì dễ bị lầm tưởng cho là tâm khởi lên chỉ có một nhiệm vụ duy nhất. Mình cứ nghĩ là tâm nó cứ khởi lên nó chỉ có một cái tâm nó nhận biết nó một cái đối tượng, nhưng mà không, tâm nó nhiều nhiều phận sự, nhiều nhiệm vụ nó khởi lên. Thiền giả phải phân biệt được tâm, để phân biệt được các cái nhiệm vụ của tâm. Trong mỗi sát na tâm thì cái khối tưởng về phận sự của tâm mới được phá vỡ. Tuệ chi đã được, tâm đã có nhiều cái phận sự như vậy. Và một cái khối tưởng nữa nào là khối tưởng về tính bắt cảnh của tâm. Đấy, tâm nó có cái tính chất bắt cảnh, bắt cái cảnh khác nhau. Đấy, ví dụ như nhãn thức thì nó chỉ bắt cảnh sắc, nó không bắt một cái cảnh về âm thanh. Mà nhĩ thức thì nó chỉ có cái nhiệm vụ là nó bắt âm thanh chứ nó không có bắt cái cảnh sắc. Ý thức vậy nó chỉ có bắt một cái cảnh mùi chứ nó không bắt cảnh gì khác. Thiệt thức thì nó chỉ bắt một cái cảnh, đó là cảnh vị, nó không bắt cảnh khác. Thân thức thì nó chỉ bắt những cái gì mà đụng chạm đến thân thì nó không bắt. Còn ý thức thì nó bắt hết cả năm cái cảnh đấy. Như là ý thức nó bắt cả sắc, cả thanh, cả hương, cả vị, cả xúc. Ý thức thì nó bắt hết cả những cái thuộc về cái sự viễn tưởng, những cái có thật, những cái không có thật. Ý thức là nó bắt tất cả các cảnh. Thì đấy là tâm nó có cái tính chất bắt cảnh, bắt cảnh của tâm. Và khi mà một cái người mà thực hành, đang thực hành cái pháp thiền phân biệt danh pháp ấy, vì đó muốn phân biệt được danh pháp thì vì đó phải cho cái tâm của mình nó hướng đến một cảnh, cho cái tâm mình hướng đến một cảnh thì vì đó mới phân biệt được cái tâm. Đấy. Ví dụ như là bây giờ vì đó muốn phân biệt được các cái tâm thuộc về nhãn thức thì vì đó phải cho cái tâm nó hướng về một cảnh sắc, rồi là cái nội trình tâm nhãn thức đấy nó khởi lên. Nội trình tâm nhãn thức đấy nó khởi lên rồi thì vị đó mới phân tích được là đây là ngũ môn, đây là nhãn thức, đây là tiếp thọ suy xét sắc, đây và đây là thức, đây là xúc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là tư mạng hành mạng về tác ý tầm thứ thắng giải. Vậy thì cái lúc mà cái vị đó đang phân tích đấy thì là cái tâm nó bắt cảnh gì? Cái lúc mà vị đó đang phân tích ở đây là thức xúc thọ tưởng tư thì lúc đấy vị đó cái tâm nó bắt tâm làm đối tượng. Cái lúc mà vị đó cho cái tâm nó bắt cảnh làm đối tượng thì vị đó mới phân thì cái lúc đấy là tâm nó bắt cảnh làm đối tượng này thì nó khởi lên các cái nội tâm. Khi mà cần nó đang khởi lên các nội tâm mà vị đấy biết, vị đó phân tích được các cái nội tâm đấy thì lúc đấy nó lại có một cái nội tâm đi sau, nó bắt cái nội tâm đi trước. Vậy thì nó danh, nó lấy danh làm đối tượng, tức là tâm, nó lấy tâm làm đối tượng. Vị đó mới biết được cái danh là cái được quán, cái danh mà nó bắt về cảnh là cái đang được quán, và một cái danh là nó đang quán. Danh được quán là tiến trình tâm và cái tính chất của từng tâm, phá vỡ các khối tưởng về tính tương tục, tính tập hợp và khối tưởng về tính phận sự. Còn cái danh đang được quán là cái danh pháp được dẫn đầu của chị đang phân tích các tâm và các cái tiến trình tâm đó. Vậy thì cái tâm đi sau này nó đang phân tích cái tâm mà nó khởi lên trước kia. Đấy là cái tính bắt cảnh của tâm. Như vậy tâm nó bắt cái cảnh trần ở bên ngoài, và khi nó khởi lên rồi thì một cái tâm đi sau nó khởi lên bắt cái tâm này, nó mới phân tích được tâm. Vậy thì nó có cái trí mà nó khởi lên, nó phân biệt rồi, đây là cái tâm thức này, đây là cái xúc này, đây là cái thọ, đây là tưởng, đây là tư này, đấy là cái thức xúc thọ tưởng tư đấy, đấy là cảnh. Còn cái tâm mà nó phân tích được cái đặc tính chức năng của từng cái tâm đấy thì đấy được gọi là tuệ, đấy mới được gọi là tuệ. Nó được cái minh sát trí nó được dẫn. Thì cái tâm mà đi sau, cái tâm mà nó đang phân tích tâm, tâm đang phân tích thì tâm đấy mới là thiền tuệ, đấy mới là vipassana, đấy mới là cái trí tuệ, mới là cái nó đang tuệ chi, cái nó hiểu biết. Còn cái tâm nó bắt cảnh kia thì nó chỉ là cái tâm bình thường, nó không phải là vipassana, nó không phải là tuệ. Mà cái tâm nó đi sau, nó phân tích cái tâm này thì đấy mới là cái tâm tuệ, mới là cái trí tuệ, đấy mới là cái vipassana.
đấy mới là cái thiền tuệ. Thì cái tâm, cái thiền bằng minh sát nhận ra sự khác nhau. Ê, từ khi mà thiền giả, cái khối tưởng về tính tương tục, khối tưởng về tính tập hợp và khối tưởng về nhiệm vụ, đó là danh pháp được quán, đây là danh pháp được quán. Và khối tưởng về cảnh là cái danh pháp đang quán. Thì cái pháp thực hành thiền tuệ, tức là vị đó có thể nhận ra được như vậy, phân tích được các cái tâm và hiểu ra được cả cái trí tuệ mà nó đang phân tích tâm, thì vị đó mới thật sự đạt được đến cái sự vô ngã. Vị đó sẽ không có cái ngã mạn, nói là ổ ta mới phân biệt được tâm này, ta là người phân tích được tâm, ta giỏi quá, ta sẽ đạt được những cái pháp này. Thì nếu như vị đó không nhận ra được cái khối tưởng về cái tâm bát cảnh này, thì vị đó sẽ rơi vào cái trạng thái đó. Vị đó biết được cả cái tâm mà nó đang bát cảnh này, tức là một cái pháp đang quán này, nó cũng chỉ là danh pháp. Thì danh pháp này nó cũng có cái sự hoạt động như nhau, đó là nó cũng có thức xúc thọ tưởng tư, nó cũng có những cái lộ trình tâm, và nó cũng có các cái tâm và tâm sở, nó cũng có cái tiến trình tâm sinh lên và diệt đi như vậy, thì nó cũng như nhau. Cho nên là vị đó mới đạt được cái sự vô ngã, mà không bị dính mắc, dù vị đó phân tích được tâm nhưng không bị dính mắc bởi cái tự hào, cái ngã mạn về cái sự mà phân biệt được tâm đấy. Thì đấy là cái những cái khối tưởng này nó được phá vỡ do cái sự mà tuệ tri được về tâm, đó là cái pháp về thiền tuệ phân biệt danh pháp. Đọc hết cái bài Idame punyam asavakadam vaham hotu. Idame punyam vipanasa pachayo hotu. Maha punya bhagam sapasatanam pachemi Tesabe Yajamam Punyabhagam Napandu Sam.